Đấy, nè lại có cài. Cài này cài sao tá lũ nha các bạn. Chúng là cài trước thả. Đồng này đáng lẽ ra là bữa nay xả xong rồi nè, nhưng mà hôm trước chuẩn bị xả thì đầu nước nó nhảy. Cho nên người ta ngưng. Ngưng người ta bây giờ mới vô sớ vô cà lại. 5-3-10 nha. Mai dần cài 8. Đồng ở đây đồng sa rài, tăng hồng, đồng tháp. Đó, quay xế mới cài đó. Quay xế này anh em nào mà hay xem John Deere trên kênh mình là biết nè. Quay xế cải tiến nữa. Hai tạ. Không ái cả đã không? John Deere mà. 3029 John Deere sử dụng động cơ 5-3-10 sử dụng động cơ John Deere 3029 3 máy piston 106. Công suất 53 HP. John Deere này thì nào giờ tua nó cũng chậm các bạn, tua nó chỉ có 2.400 thôi à. Đó, lên đất nhìn sướng chưa. Cài 8, cài này cài lớn luôn. Đất này đất cát nha các bạn, cho nên nó cũng nhẹ cài. Đất cát này khi nào nó nặng là bỏ khoảng 2-3 mùa mà bỏ khô á, rồi là người ta nói lúc đó là cuốc len là bỏ hung xuống á. Cái đất dành đìa nhìn nó mê liền không. Vỏ 18-4-28, vỏ lớn á. Lên 5075 rồi á, thì nó mới đi vỏ 18-4-30. Con này là mấy dòng đời mới sau này Việt Nam mình là sản xuất Ấn Độ nha các bạn. Như con này là nó sản xuất Ấn Độ từ năm 98 nè. Năm 97 là sản xuất nhà máy. Di động năm 97 là xây dựng nhà máy ở Ấn Độ, anh đi xây dựng nhà máy Ấn Độ, năm 98 bắt đầu sản xuất dòng 5-3-10. Máy này nhiều người không biết gọi là máy châu Âu, sai nha. Nó gốc gác nó là gốc Bắc Mỹ đó, máy châu Mỹ đó. Nhưng mà sản xuất ở Ấn Độ cho nên gọi là máy Ấn Độ, sản xuất ở đâu gọi máy đó, ví dụ như máy sản xuất ở châu Âu thì có thể gọi là máy John Deere ở châu Âu. Còn gốc chánh tông nó là gốc Bắc Mỹ, là châu Mỹ đó. Về cái xứ Tân Hồng này quay John Deere là về đúng cái thủ phủ của John Deere ở miền Tây nè. Trong mấy cái dòng mà John Deere mình hay quay được á, lòng vòng ở mấy cái đầu mình quay đó, thì có thể nói cái dòng 5-3-10 là cái dòng xài ổn định nhất, có thể nói là bền nhất đó. Còn về mấy dòng đời mới sau này thì hầu như là không bằng. Còn John Deere mà đời mới nhất mình quay được ở trên kênh mình là chỉ mới quay được con 5050D, dòng D. Cũng máy 3029 luôn. Năm 30 nữa cũng tùy dòng, có dòng nó tua chỉ có 2002 nữa. Năm 30 mà dòng châu Âu châu Mỹ các bạn thì nó là 64 ngựa nha, dòng turbo á.
dòng nó dòng về tròn, nhưng mà cũng vẫn có dòng về vuông 64 ngựa đó nha. Cái dòng 64 vừa 64 ngựa, dòng 530 64 ngựa là dòng đó nó có đồng tốc tiến lùi cần gạt á. Dòng này là dòng có lơ ship. Còn cái dòng đồng tốc tiến lùi là bấu ghi sơ. Đây để xíu mình chỉ cho cái chỗ mình vừa nói nè. Có hơi dầm bẹp ha. Nè đây, corner ship là số bình thường đó. Còn đồng tốc tiến lùi là bố reserve gì đó, cũng bên người dân chỗ đó đó. Con đó thì ở đây có đựng con, nhưng mà chưa có quay được. Đây cũng nhiều người hỏi mình con nai vàng là gì nè, là cái này nè. Đó, logo hình con nai màu vàng. Cũng có logo hình con nai màu bạc đó nha, kêu là con nai bạc á. Đi là nai nha, cũng có một vài anh em nói từng lộc là không phải nha, nai. Từ ông thợ thà gàn lưỡi cuốc lưỡi ghiều đó mà từ lên thành sáng lập ra công ty John Deere luôn, công ty chuyên máy nông nghiệp của Mỹ. Bánh này đã chưa thì nhìn là mê. Thành là kinh nghiệm mà chế máy tính queo luôn. Chạy sớ, chạy cài, chạy trang, chạy chạc, chạy cải tiến luôn, chạy đắp bờ luôn. Anh em nào thích quay tay thì mua cái núm này gắn vô một sức ngồi quay luôn, nhất là ai hai chị ủi rồi đó. Cái dòng đời trước dòng 5.300, 5.400 các bạn, thì dòng đó nó xài heo tết nha. Nó cũng hai dòng, một dòng là turbo, một dòng không turbo nữa. Còn dòng 530 này thì là heo ti 530 50 55, 50 65, 75 này mới heo tết. 50 50 hôm trước quay cũng là heo ti luôn.
vét lại cho hết cái khối đường này. Cá cải mây còn đường nhà đường giữa nữa là xong, cà này cài úp ga. Cà này xong rồi mới thả nước vô các bạn, thả nước rồi mới xớt lại tắt hai, còn mấy thả nước vô chạy dặm rồi mới chạc. Yep. Thả lại cái đường cuối đó. Bảy ngàn cái gì, hai con bảy ngàn, còn một cầu còn hai cầu sớ. Móc hai cái đầu bờ trên này, đầu cái viên đầu nữa.
lớn, hồi lúng chưa đó này.